ly nước đá lạnh vô đã khát. Sảng khoái quá đi. Mấy nay mình bị ho, giờ uống nước đá càng ho khủng khiếp hơn. Bạn ở đâu tới mà dám nhái tôi hả? Ê ê, gì? Bạn kêu tôi là ê hả? Ê ê, thái độ của bạn là gì? Không thèm nói đến tôi sao? Bạn là ai mà vào nhà tôi có thái độ như vậy? Wow, là em Châu đó hả? Châu, sao em không chịu nói chuyện với bạn ấy? À, chị Nguyễn Ánh hiểu rồi. Do em Trâu bị ho, đau họng, khó chịu cho nên không có nói được chứ gì, đúng không? Bò, em lấy giấy viết ra rồi đưa cho bạn Trâu, coi là bạn ấy ghi vô đó xem là bạn ấy muốn gì. Dạ, có liền. Mình xin lỗi vì đã không hiểu bạn nha. Nè, chị Nguyễn Ánh có việc đến nhà Dr. Khỏe. Bò và Trâu có đi theo chị Nguyễn Ánh không nè? Châu bị khan tiếng, không có nói được, cho nên gây ra hiểu lầm với bò. Trời ơi, bò và Châu đủ chuyện làm cho Nguyệt Ánh hả khó xử, không biết làm sao luôn á đó tôi khỏe. Châu bị viêm họng, ho kéo dài gây khan tiếng. Còn bò, trời nắng nóng, uống nước đá làm tổn thương niêm mạc, khiến cổ họng bị đau, ho dẫn đến viêm họng. Con biết lỗi rồi, đừng tôi khỏe giúp con. Con ứa họng và đau họng quá. Đức Tư Khỏe có cây thuốc nào giúp cho hai em ấy bớt ho, đau họng và khàn tiếng không? Đức Tư Khỏe hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Có ngay. Kha Tử ơi, con đem hạt Kha Tử ra đây cho bò và Trâu ngậm đỡ ho đi nào. Dạ, có Kha Tử đây. Ho, viêm họng sẽ không làm phiền đến hai bạn nữa đâu. Cảm ơn bạn Kha Tử. Mình cảm thấy đỡ đau và ngứa họng hơn rồi. Giờ mới nghe được tiếng thỏ thẻ của Trâu luôn á. Mặc dầu là chưa được thanh tao cho lắm, người ta nói á, thuốc đắng giả tật là đúng. Trong Kha Tử á, không biết là có dưỡng chất gì mà giúp chữa được ho và khàn tiếng. Đất Tư Khỏe hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Trong em có tannin, acid gallic, luteolic, egallic, sebulinic polysaccharide, aloin, acid gallic là chất kháng sinh tự nhiên, có khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ, điều trị viêm họng, khàn tiếng, giảm ho rất là hiệu quả đó. Chúc mừng Châu và bò đã có Kha Tử đồng hành trong việc chữa bệnh ho, viêm họng và khàn tiếng. Dầu rất là đắng, nhưng mình phải cố gắng vượt qua để mau hết bệnh mới được. Mình không sợ đắng, mình chỉ sợ đau và khàn tiếng thôi. Kha Tử giúp mình nha. Rất vui khi hai bạn đã tin tưởng mình nha. Ok liền nè. Để Dr. Khỏe chia sẻ cách dùng nha. Kha Tử kết hợp với mật ong và ô mai chữa ho khan tiếng rát cổ. 3 quả Kha Tử lấy phần thịt, 2 quả ô mai và 2 thìa mật ong cho vào chén nhỏ, trộn đều, chia đều, ngay ngậm 3 lần để đạt hiệu quả. Ngậm khoảng 10 phút rồi nuốt. Kiên trì thực hiện cách này mỗi ngày để hết khan tiếng và rát cổ do viêm họng. Với người bị mất giọng á, nên dùng quả Kha Tử xanh. Nóng trong người hay là táo bón thì phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Nếu mà thấy các dấu hiệu thất thường như là dị ứng, buồn nôn, đau đầu thì cần ngưng sử dụng em ngay. Hai em bò và Châu nha, cần phải giữ ấm cơ thể nè, để tránh việc ho và khàn tiếng, đồng thời phải chọn những cái thức ăn dễ nuốt và lỏng để tránh cái việc khô rát cổ họng nè. Khán giả xem đài nhớ là dùng Kha Tử, nếu bệnh không thuyên giảm á, phải đến bệnh viện khám ngay để được điều trị phù hợp nha. Cảm ơn Dr. Khỏe và Kha Tử đã chia sẻ những thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe và các bạn trong khu giường xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye khán giả nha.